Hello, my lovely students. Rồi, hôm nay thầy sẽ giúp cho cả lớp ôn tập lại cái phần phiên âm nha. Đây là cái phần mà thầy sẽ cho vào bài kiểm tra, đó là các bạn phải nhìn vào phiên âm và viết ra đúng cái từ đó cho thầy nha. Và các bạn cũng phải nhớ cái nghĩa tiếng Việt của nó là gì. Ví dụ thì có từ đầu tiên đó là các bạn nhìn vào cái chữ màu đỏ nha. Đó là phần phiên âm, thầy sẽ đặt trong nó. Phần phiên âm thì chúng ta sẽ đặt trong cái dấu gạch chéo như thế này. Đầu tiên chúng ta có eb, eb, web, web đúng không? Web, 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 web có nghĩa là cái mạng nhện, và các bạn sẽ ghi ra cái từ vựng đó, đúng cái từ vựng đó cho thầy nha. Rồi, cái phiên âm thứ hai mình có egg thành egg, egg, egg có nghĩa là quả trứng, và chúng ta viết nó thành như thế này. Đây là từ vựng, còn đây là phiên âm. Tương tự vậy, số 3 mình có từ at the apps và at vets, có nghĩa là bác sĩ thú y. Từ tiếp theo mình có ten, n n ten, ten có nghĩa là số 10. À, từ tiếp theo kế tiếp chúng ta có at, at. Rồi, cái chữ màu đen á, mình có chữ d và cái số, cái giống như cái số 3 như thế này, thì mình đây là âm âm j, j giống như âm z trong tiếng Việt nha các bạn, gần giống như vậy, j j như vậy. At, j, jet, jet. Jet có nghĩa là máy bay. Từ kế tiếp mình có từ net. Net có nghĩa là cái vợt. Từ tiếp theo mình có wet. Wet. Wet có nghĩa là bị ướt. Bị ướt. Đây. Cái tiếp theo mình sẽ có từ pet. Pet có nghĩa là thú cưng. Rồi. À, các bạn nhớ âm này là âm p, p. Bật hơi cho thầy nha. Pet. Pet. Từ kế tiếp mình có từ hen. Hen có nghĩa là con gà mái. Tiếp theo, pen, pen, cái bút mực. Cái tiếp mình có ad thành ad, 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 red, red, red có nghĩa là màu đỏ. Rồi, bed, bed có nghĩa là cái giường. Bed, bed có nghĩa là cái giường. Tiếp theo mình có âm ip, ip, ep, hep, hep có nghĩa là cái hông. Y ink, và có phía sau có âm khờ nha các bạn, sẽ thành ink, ink, ink có nghĩa là mực. Từ tiếp theo mình có zip, zip có nghĩa là để qua, vượt qua. Tiếp theo mình có từ in, in có nghĩa là bên trong. Này, từ tiếp theo cũng khá là dễ, mình có y f là f, lip, lip có nghĩa là cái môi. Cái tiếp mình có từ tip, tip có nghĩa là phần đầu hay là phần đỉnh. Tiếp theo mình có từ sip, sip có nghĩa là uống từng hớp. Rồi, cái tiếp mình có từ rip, rip có nghĩa là xé ra. Rồi, cái âm này là âm p, phía sau này là bật hơi nha các bạn. Rip, rip. Rồi, mình có từ cái tiếp đó từ bep, bep. Bep có nghĩa là cái yếm, cái yếm. Rồi, từ tiếp theo rip, rip. Và các bạn thấy phía sau này nó có âm bờ, nhưng mà âm bờ này không có bật hơi mà chúng ta đọc bình thường thôi. Rip, rip có nghĩa là xương sườn. Rồi, kế tiếp mình có e the it, it kid đúng không? Kid, kid có nghĩa là đứa trẻ. Và cuối cùng là lid, lid có nghĩa là cái nắp. Như vậy thì các bạn cần chú ý các cái âm màu đen này cho thầy nha các bạn. Âm đầu tiên, âm đầu tiên mà thì bôi đen như thế này á, ví dụ như chữ này chữ kid, thì các bạn nhớ cái âm này là âm khờ khờ nha. Rồi, ở trên này mình có chữ zip, âm này là âm z, z, zip, zip. À, ở trên này mình có chữ w này, chúng ta đọc cái âm này á, đây là chữ cái w, nhưng mà cái âm đó là âm w nha các bạn, w, 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 wet. Rồi, âm này là âm j, 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 jet, jet, jet. Rồi, các bạn ở nhà nhớ học kỹ phần này để hôm sau chúng ta làm bài kiểm tra cho tốt nha. Good morning class, see you later.